sinh ra ở vùng quê nghèo Hà Tĩnh. Em sinh ra khi bố em cũng không còn bên cạnh em nữa. Mẹ em vừa làm bố, vừa làm mẹ, nuôi hai anh em khôn lớn. Học xong lớp 9, em thấy mẹ quá vất vả, nên em đã quyết định gác lại việc học để bươn chải kiếm tiền phụ giúp gia đình. Năm 2001, một mình bỡ ngỡ lạc lõng giữa Sài Gòn náo nhiệt, không nghề nghiệp, không người thân, em phải tự mình bươn chải. Ai thuê gì làm đấy, từ bưng bê, rửa chén, phụ quán. Đồng lương ít ỏi, em vừa phải phụ lo cho gia đình, vừa cố đi học được cái nghề, là nghề may. Cuộc sống dù còn nhiều vất vả, bấp bênh, nhưng dường như những nỗ lực cố gắng của em đã phần nào được đền đáp khi em có một tổ ấm vẹn tròn, các con ngoan ngoãn và một người chồng hết lòng yêu thương em. Dạ, em đi vô Sài Gòn lúc 17 tuổi ạ. Giờ thì em đi phụ quán, nhưng trước thì vào chưa đủ tuổi thì em không đi phụ quán. Thì từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa em về. Về em lo cơm nước cho hai đứa con. Có hôm buổi chiều mà rảnh thì em lại đi phụ hộ. Ngày xưa em đang học á, thì hồi nhỏ là mẹ em sinh em là ba em mất rồi. Em không được gì cho em đi học chụp hình. Được mấy tháng thì em thấy khó khăn quá, em lại đi vào đây. Trước thì đang chưa lấy chồng thì 2-3 năm về dần. Có tiền thì 2 năm, không có tiền thì 3-4 năm mới về dần. Giờ lấy chồng thì thôi. Trong số câu chuyện của chúng tôi, những tuổi hờn dường như luôn chực chờ trong em. Chỉ khơi nhẹ là nó như vỡ òa. Em ẩn sâu trong vẻ ngoài rắn rỏi, lầm lũi, lam lũ ấy là sự nhạy cảm đến nao lòng. Nhạy cảm cho thân phận mình, cho mẹ già, cho tương lai của cả gia đình. Em, chồng em mới được hai đứa con, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Anh ấy cái gì cũng lo cho em hết rồi. Việc nhà cũng lo, việc ngoài. Chồng em lái cái tải tháng được 4 triệu, đi chờ xong rồi về chứ. Người ta ghé nhậu chứ, chồng em về. Còn phụ em lo cho con nữa. Trông tuyệt vời ạ. Thì em may mắn hơn người ta là về chỗ đó. Em thích buôn bán ạ. Thím không có làm bánh bán. Thím kêu học làm bán mà. Em nói thím bán được em mà. Mặt em khi nào buồn này. Chắc người ta nói chưa bán hàng mà ế sao buồn này. Bán cái gì. Thôi em nếu có học thì học để đó. Chứ em không. Cuộc sống với bộn bề những lo toan, ngổn ngang những khó khăn khiến cho thứ tưởng chừng như bản năng là ước mơ em cũng chưa từng một lần dám nghĩ tới, nhưng lại âm thầm giấu kín vào trong những mong ước được hoàn thiện bản thân mình. Dù chưa từng một lần em dám nghĩ cho riêng mình, nhưng lần này khi đến với chúng tôi, đến với cuộc sống mới, em lại mạnh dạn nghĩ riêng một chút cho bản thân, để tự tin hơn về bản thân mình, cũng là để lo cho tương lai và cho gia đình của mình. Sau này đi làm thì vùi đầu kiếm tiền để nuôi lo gia đình thôi, chứ em không suy nghĩ về tương lai hay mơ ước gì hết. Và em mong muốn cắt mí mắt đo lên tí, chứ đi làm nhiều lúc em ngồi may á, người ta đấy em ngồi ngủ không à. Em vô tình em coi trên HTV 7 lâu rồi, em coi xong rồi em gõ vô YouTube em coi, mà em thấy như anh Hằng Lệ Tường đó, anh thấy mặt anh hí mà cắt thấy đẹp á. Thì em đến chương trình này em ước làm sao cho mắt em nó tươi hơn á. Người mẹ trẻ nhạy cảm, tự ti Nguyễn Thị Phú ngày nào, hôm nay đã thay đổi và lột xác ra sao? Chúng ta hãy cùng chào đón chị trên sân khấu ngay bây giờ. Chị Phú ơi là chị Phú, hôm nay phải nói là nhìn chị Phú không ra luôn á. Em thậm chí là hơi bị gan tị luôn á. Nhìn chị có sức sống hơn, là tự tin hơn và rạng rỡ hơn rõ ràng. Tại vì là người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Mà so với lại chị Phú trước đây thì ngày hôm nay em nhìn thấy chị đẹp hơn, rạng rỡ hơn. Mà nhìn đâu có ai nhận ra là mẹ bỉm sữa đâu, đúng không? Rồi làm xong rồi chị thấy là cái cảm xúc mình như thế nào trong ngày hôm nay, khi mà mình đứng trước gương mình soi lại so với lại mình lúc trước. Tự tin hơn, đẹp hơn. Em có nghe chị Phú chia sẻ là lúc trước á, khi mà chị chưa có chỉnh đôi mắt của mình lại á, thì đi ra ngoài đường chị khá là tự ti, đúng không? Dạ. Chị không có dám đi ra ngoài đường nhiều, quý vị. Nhưng mà bây giờ thì không biết là khi mà chị bước ra ngoài đường nè, hay là chị đi làm á, thì cái cảm xúc của mình
khi mà mình gặp mọi người xung quanh như thế nào? Thoải mái hơn ạ. Thoải mái hơn hả chị? Tự tin hơn nhiều. Và em nghĩ là cái việc tự tin đó cũng sẽ giúp được mình rất là nhiều trong việc là mình tiếp xúc với lại mọi người và sẽ mang đến một cái sự thành công hơn trong công việc, đúng không chị? Quý vị biết không, và để góp phần cho sự thành công đó không thể không kể đến một người rất là quan trọng, gọi là giám đốc chuyên môn của chương trình. Kelly xin được giới thiệu bàn tay vàng, hay còn gọi là thầy phù thủy, bác sĩ Vương Khánh Long. Xin chào bác sĩ ạ. À. Chào Khánh Ly, chào Phú. Bác ơi, bao nhiêu lâu rồi bác chưa gặp lại chị Phú hả? Chắc tầm khoảng 3 tháng đúng không? Dạ. Khoảng 3 tháng. Thì thực sự là lúc nãy là mình khi mình bước lên vào đây thì mình cũng không nhận ra. Là bởi vì cái gương mặt của Phú với gương mặt Phú ngày xưa đó, với gương mặt bây giờ đó thì nó khác với nhau rất là nhiều. Thì cũng nhờ bác sĩ nên nó đẹp hơn và tự tin hơn. Thực sự thì khi mà nhìn cái sự tươi vui của Phú cũng như cái sự tự tin của ngày hôm nay thì bản thân mình đem lại cái niềm vui cho Phú thì mình cũng cảm thấy rất là vui, rất là mừng cho cái việc mà không phải là vì cái ca phẫu thuật thành công mà còn là vì đem lại cho một cái người khác một cái điều mà người ta mong đợi rất là lâu và hôm nay đã đạt được. Em nghĩ đó cũng là một sự nhân văn rất là lớn của chương trình, đó là không chỉ là mang lại một sắc vóc hoàn thiện hơn cho nhân vật mà bên cạnh đó là mang lại một cái sự tự tin cho chị, và chị có thể bước ra ngoài xã hội, chị có thể gặp gỡ mọi người rất là thoải mái, không e dè, cũng như là chị đã chia sẻ với lại Khánh Ly và bác sĩ Long lúc nãy. Thưa bác sĩ, Khánh Ly lại muốn hỏi bác là nếu như mà quay trở lại cái thời điểm cách đây 3 tháng khi mà bác vừa mới nhận trường hợp của chị Phú, thì điều mà bác nghĩ đầu tiên khi mà nhìn vào cái bức hình của chị là như thế nào? Thực sự thì cũng như lần trước mình có chia sẻ đó, thì đây là một cái chương trình mà các nhân vật đến thì không có một cái ca nào dễ cả. Tất cả những cái trường hợp đều là có những cái khó riêng, những cái ca mổ đều có những cái khó riêng, mà phải nói rằng có khi sách vở cũng không có thể nói hết được. Nhưng khi tham gia chương trình này thì mình có một cái sự tình nguyện rất là lớn, tức là sau nhiều năm làm việc tích lũy kinh nghiệm thì mình đã tự tin rằng mình có đủ cái kinh nghiệm, cũng như cái tập thể hỗ trợ đó họ có đủ cái khả năng để thực hiện những cái ca mổ khó mà có khi là không có một cái sách vở nào nói. Giống cái trường hợp của Phú cũng là một trong những cái trường hợp như vậy. Tức là ngay từ ban đầu đã phân tích là cái đôi mắt á, thì là một cái ca cũng tương mà cái trường hợp cũng là rất là hiếm gặp. Và nếu như mình không có một cái sự điều chỉnh cho đúng đắn á, thì cái cửa sổ này á, có khi một quên đóng bên mở hoặc là hai bên mở không đều nhau hay cái gì đó thì nó cũng không có đem lại một cái vẻ đẹp hoàn hảo được. Nhưng mà cũng nhờ cái kinh nghiệm, rồi cũng có một cái tập thể hỗ trợ rất là tốt, cuối cùng thì cũng có được một cái kết quả tốt của ngày hôm nay. Bác sĩ Khánh Long có nói là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, thì thật sự là nó rất là chính xác với lại trường hợp của chị Phú, ở chỗ là em có coi bức hình của chị Phú trước khi mà làm phẫu thuật á, thì đôi mắt chị Phú không có rạng rỡ như bây giờ. Nhưng mà rõ ràng là nếu như mà chỉ riêng cảm nhận em á, là chỉ nếu mà chỉ trang điểm không thôi sẽ không thể nào có một cái sự thay đổi đột phá gọi là lột xác ngoạn mục như thế này được, mà chị ngày hôm nay là chị khác hẳn luôn. Cái đôi mắt của chị rạng rỡ hơn rất là nhiều, và chị em cảm giác là chị mở to hơn, rạng rỡ hơn và nhìn mọi thứ tinh anh hơn rất là nhiều, và chỉ riêng cái việc là mình thay đổi cặp mắt của mình thôi mà đã làm cho gương mặt của mình khác hẳn luôn. Chị có cảm giác vậy không? Dạ có ạ. Không biết là để có thể tạo ra một diện mạo mới như vậy thì cái quy trình phẫu thuật nó diễn ra như thế nào hả bác sĩ? Thì ngay từ cái lúc khám đó thì mình cũng có phân tích là cái trường hợp của Phú là cái đôi mắt này đó là dư da rất là nhiều. Chẳng những thế mà còn hai bên không đều nhau nữa. Thì như vậy thì cái cách mà chúng ta làm một cái đôi mắt như vậy đó thì nó phải phối hợp giữa cái vấn đề chúng ta tạo cái mí và cái vấn đề chúng ta can thiệp sâu hơn là cái cơ nâng mi bên trong. Thì nếu như chúng ta chỉ tạo mí đôi không thì nó có mí không? Có, nó có cái mí đôi. Nhưng hỏi rằng nó có đẹp không thì nó sẽ không đẹp. Vì sao? Vì nó có mí đôi nhưng mà một bên lớn bên nhỏ. Do đó thì cái việc chúng ta tạo mí đôi là không đủ
và chúng ta phải can thiệp sâu vào bên trong nữa, tức là can thiệp vào cơ nâng mi. À, mà cái cơ nâng mi đó thì cái kỹ thuật ngày xưa đó người ta mổ đó thì phải nói là nó rất là nặng nề. À, tức là mổ bóc tách toàn bộ về mặt kỹ thuật đó, là người ta bóc tách toàn bộ cái cơ ra. À, sau đó người ta kéo dài cái cơ ra và sau đó người ta đo, người ta cắt, cắt xong người ta khâu lại. À, toàn bộ cái quá trình đó nó diễn ra dài, tức là lâu, phẫu thuật lâu và tương đối là nó tổn thương sâu nặng. À, trong khi những cái kỹ thuật mới mà gần đây đó thì cho phép can thiệp cái cơ nâng mi này rất là nhẹ nhàng. À, không bị làm hở mi sau khi phẫu thuật giống như cái kỹ thuật cũ. À, và không có tổn thương nhiều. À, cũng như là đem lại một cái hiệu quả rất là tốt. À, hồi phục lại rất là nhanh. Đâu, Phú nhắm mắt lại coi. Ok. Chúng ta nhắm mắt là kính khít 100%. À, còn cái kỹ thuật cũ mặc dù mổ rất là tàn phá nhưng mà lại nhắm không kính. À, như vậy thì cái ưu điểm của cái kỹ thuật mới đem lại cho một cái lợi ích rất là lớn cho những người cần thiết phải làm những cái phẫu thuật này. Như vậy thì với những trường hợp như thế này thì khoảng bao nhiêu lâu sẽ hồi phục hoàn toàn hả bác? Đối với trường hợp mà chúng ta chỉ tạo mí đôi không á thì chúng ta chỉ cần khoảng 4 tuần là ok, là tức là nó sẽ đẹp hoàn toàn. Dạ. Yeah. À, tuy nhiên cái trường hợp này vừa tạo mí đôi mà vừa can thiệp cái vấn đề cơ nâng mi nữa thì thời gian khoảng 8 tuần là đẹp. Dạ. Yeah. 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 Ngoài đôi mắt ra thì gương mặt của chị Phú còn phải chỉnh lại ở bộ phận nào nữa bác? À, thật ra cái gương mặt này đó thì hồi cứu lại đó thì hơi tiếc một chút xíu ở chỗ là Phú không chịu nâng cái mũi. À, nếu cái gương mặt này mà được nâng cái mũi lên một tí thì rất là đẹp luôn, nhưng mà lúc đó thì Phú chỉ muốn là mình cải thiện cái khuyết ở cái chỗ cái phần cánh mũi thôi. Dạ. À, giữa cái đầu mũi giáp với cái cánh mũi của Phú nó có một cái khuyết, nhất là cái khuyết bên trái đó, nhìn giống như một cái sẹo á. À, thì tuy nhiên thì cái ý kiến của cái người đi làm đẹp á, thí dụ như là ý kiến của khách hàng đó là cái ý kiến mà gọi là bác sĩ phải tôn trọng. À, tức là không có muốn nâng mũi mà chỉ muốn cải thiện cái đó thôi. Thì hôm nay chúng ta thấy rằng á, với cái kỹ thuật mà chúng ta lấy sụn tay để chúng ta ghép vào cái phần khuyết á. Dạ. Thì rất là hoàn hảo ha. Hôm nay chúng ta có được một hai cái cánh mũi hai bên tương đối là đều nhau, không có bị khuyết ở chỗ đó nữa. À, thì thật ra cái chỗ khuyết đó làm cho cái mũi mình giống như bị một cái sẹo ở đó. Và một cái điều nữa là khi một cái đường khuyết mà nó chảy dài từ trên này xuống này thì nó sẽ làm cho cái lỗ mũi bên đó nó hở hơn bên kia, nó sẽ bị hở. Cho đó thì khi mà chúng ta ghép lại thì nó đạt cả hai mục tiêu. Thứ nhất là nhìn nó liền lạc hơn, nó không có một cái khớp ở đó. Và thứ hai là nó kín hơn, cái mũi kín hơn. Người ta nói cái mũi kín hơn thì giữ được nhiều tiền hơn đó, thì anh biết 3 tháng nay là có được thêm có cải thiện về cái đó không? Có giữ được nhiều tiền hơn không chị? Nhưng mà trước hết là giữ chồng rồi đó bác. À, đúng không? Có thể là ông xã về đưa nhiều tiền hơn chẳng hạn, ông ít xài đi. Trong và sau cái quá trình phẫu thuật á thì chị có gặp những cái khó khăn gì không? Thì lúc đầu về thì cũng hơi sợ chút nó sưng, thì em cũng hơi sợ, xong từ từ thì nó hồi phục lại thì mình cũng không sợ nữa. À, như vậy thì chị thấy là cái sự thay đổi này đã mang đến điều gì lớn nhất cho chị? Chắc tự tin trong cuộc sống, và như lúc mình đi ra ngoài thì mình cũng vui vẻ hơn nhiều. Ra ngoài vui vẻ hơn, và em nghĩ là vui vẻ nè, tự tin là hai điều mà mang lại rất là lớn cho một người, mà không chỉ là thay đổi diện mạo của mình mà bên cạnh đó là có thể làm thay đổi và hoàn thiện hơn cái tính cách của mình. Mình trở nên thoải mái hơn và mình gặp những người xung quanh mình cảm giác tự tin hơn rất là nhiều, đúng không chị? Dạ. Bác Long có điều gì muốn chia sẻ với chị Phú nữa không ạ? Thực sự thì hôm nay thì gặp lại Phú thì mình cũng cảm thấy là em cũng rất là tự tin, rất là tươi, nụ cười rất là rạng rỡ. Bấy nhiêu đó thì mình nghĩ là cũng đem lại cho em một cái hạnh phúc của cuộc sống. Tuy rằng nó không phải là lớn lắm nhưng mà cũng tương đối là đạt được cái mong mỏi của mình trong cái thời gian rất là dài mà mình không có đạt được. Cũng không có gì hơn là thôi chúc em với cái sự tự tin, với cái sự tươi vui của trong cái quãng thời gian trong tương lai này, em sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống hơn,
và cũng có được nhiều hạnh phúc trong gia đình ha. Nhân tiền đấy thì em cũng cảm ơn bác sĩ nhiều. Nhờ bác sĩ em tự tin hơn nhiều và vui vẻ. Không chỉ là tự tin hơn nhiều đó bác, hồi nãy chắc là ngồi kế bác cho nên là chị hơi rụt rè, chứ hồi nãy không có bác ở đây á, thì chị có nói là cái việc mà chị thay đổi diện mạo như vậy là cái điều mà hồi trước giờ chị không dám nghĩ tới. Tại vì là một phần chi phí đúng không chị? Chi phí không có trang trải nổi. Với lại là từ hồi trước giờ, từ nhỏ đến lớn, chị rất là tự ti, chị bước ra ngoài lúc nào chị cũng tự ti hết đó. Và khi mà chị theo dõi, chị biết là có chương trình, có bác Long có thể can thiệp để thay đổi diện mạo như vậy, thì chị đăng ký, nhưng mà trong lòng không có nghĩ là sẽ được chọn luôn. Cho nên là cái lời cảm ơn mà ngày hôm nay chị Phú gửi đến bác Long sẽ rất là nhiều. Nhân đây thì chắc là em cũng sẽ để dành một chút thời gian để cho chị Phú sẽ gửi lời cảm ơn cho bác sĩ ạ. Dạ, qua chương trình thì em cảm ơn bác sĩ, nhờ bác sĩ thì em có được ngày hôm nay. Em chúc bác sĩ sức khỏe và thành công hơn nữa. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn chị Phú, cảm ơn bác sĩ Long rất là nhiều. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, sự tâm huyết khi mà thực hiện chương trình này của chúng tôi đó là mỗi khi chúng tôi nhìn thấy sự thành công, sự tự tin của mỗi nhân vật, và kèm theo đó là những gửi gắm, những lá thư mà quý vị khán giả gửi về cho chương trình đã mang đến cho chúng tôi rất là nhiều động lực để chúng tôi có thể tiếp tục những hành trình tiếp theo. Và chúng tôi tin rằng khi quý vị khán giả còn cần, chúng tôi sẽ còn đến và sẽ đi. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.